Đây là Facebook cá nhân của Hùng. Bạn nào mà mình có nợ giải ao làng hoặc là muốn có vấn đề gì liên lạc với mình, hãy liên lạc qua Facebook cá nhân Trần Vạn Mình Hùng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Hay hay và trong cái cá nhân sẽ quay trở lại channel của Hùng Akira. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hùng Akira. Và chào ngày đã đến với video nữa về reaction TikTok Free Fire. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem TikTok Free Fire các bạn nha. Và mình cùng đến với video tổng hợp những tình huống hài hước, vui nhộn TikTok Free Fire của kênh mang tên là... chẳng có gì cả, mình chỉ chơi các bạn thế thôi. Của kênh TikTok Free Fire các bạn nha. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem cái video này nha. Trước khi vào video, các bạn đừng quên để cho mình xin một like, một đăng ký, bấm một chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình. Và cũng như nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và bây giờ thì let's go, bye. Uầy, khỏi cho chất đấy. Ở đấy cho hay. Bạn ơi, đông đưa trên cao, nghe dù dương về kêu từ lá non. Cho xuân qua đi, bầy đàn đầy đây là chó sẽ ra đào. Lang thang nơi sân trường, năm xưa hay vui đùa. Nay trong tim tôi như ngày xưa hay vui giờ vẫn còn đây. Chó sẽ ra đào. Này thì chôn chôn quá đà, tự dẫm rồi kìa. Đâu là bà đây. AFK chế độ auto nhặt đồ. Lang thang trên phố kiếm ít đồ nào chơi chơi đi đây. Một, hai, ba. Ai từ 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 ai từ mình không hiểu cái này lắm. Thế là thằng kia ăn mạng thôi có gì đâu. Còn hết đồ trong thị trấn rồi. Cho mày có ghi lại hay. Giàu rồi. Ý, chào to. Các ngươi lại đây. Các ngươi đã ăn chậm hết rồi thì chấm đúng không? Đó. Anh ta là cảnh sát đây. Các người nào không thì chỉ cho đi. Đâu đây, tắp xe vô. Tao nói nhỏ nhẹ. Ờ, nó thị trấn thật. Tiếng hơi to. Đây cho tao, tại sao lại vượt đèn đỏ? Xuất trình giấy tờ ra cho bố. Xuất trình giấy tờ ra, mày đâu sao mày con nít mày chưa đủ tuổi mà mày móc đầu mày nẹt luôn. Trước mặt đúng rồi mà. Gặp idol thì AFK có phải kết nối mà chạy. Idol Starboy VN. Starboy VN kìa. Anh chỉ làm một lần duy nhất để chú xem nè. Đẳng cấp quanh vô mà. Ôi vãi đồ không cần nhìn luôn kìa. Ôi sấy không cần nhìn luôn à. Trên phố kiếm ít đồ nào chơi chơi. Căng đấy. Đang chạy ra thấy cái UAV định vị một chục thằng. Ủa cái này là cái gì đấy? Lựu đạn á. Sao nhìn dễ thương vậy? Ủa thùm chứ. Ý cá nổi lên kìa. Cái này vui nè. Ý thùm chứ. Ơ kìa. Ơ nha. Đóng sáng gì vậy? Trên cảnh cây chim chết. Giọng dễ thương đấy. Tút chiều sâu.
và bản thân chết đói vì em không cho vay tiền. Đá bóng với đá cầu, nhảy dây bắn bi vỡ đầu. Ôi thích quá nhảy lầu, đâm đầu vào bắt châu. Chết mẹ luôn. Kịch vô nhanh an toàn nhất. Ồ bắt đầu có mìn biết ngay mà. Uầy, OMP Tuyền nghe tên quen vãi, giống như ở cái quân đoàn OMP của thanh niên Binsu ấy. Có một anh tên là OMP Binsu, mình đã từng gặp và mình nghe nói là YouTuber nổi tiếng. Xong rồi là đây là OMP Tuyền, mình nghĩ chắc là chung quân đoàn OMP. Oh my fuck. Không. Oh my phở. Đều vậy. Em lên quá chị vậy ơi. Ôi vãi nồi. Chóng mặt. Ai chóng mặt đâu? Anh thì chóng mặt đâu. Chạy bo làm gì? Vãi nồi, vô ngoại tình. Ôi vãi nồi. What? Cái heo vậy? Idol của ai vô mang anh về đi. Hải đang game mơ. Hải đang game mơ ạ. Ô vãi nồi, ngồi được luôn. Cái lỗi xác đứng dậy. Cái này chắc là diễn. Vãi nồi. Hoa vẫn chơi về thề nhà, lát vẫn chơi nhiều và nó chơi như thế này rồi. Hẹn em kiếp sau, bạc phận. Cái ngày đầu cái bước của nhóm là tao đã thấy nghi nghi. Tao đâu có khi gian nan mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là ai. Tao chơi chung tại vì thấy tao chịu chi, chứ đâu có phải thấy tao vui tính. Bo thu rồi bỏ là đúng rồi. Mày thử nhớ lại xem đã giúp được gì cho tao hay chỉ biết. Ơ nhưng mà không cứu à? Phải mình là mình cứu liền. Anh còn đang căng mắng. Em gọi tao à? Em tao nói cho mày. Bị gì nữa kìa? Nó tự tử ngoài, tao nghe không? Thể không cần nói thêm đâu. Cái ngày đầu khi bước vào nhóm là tao đã thấy nghi nghi. Tao đâu có phải là thằng con nít mới vừa ra đời không biết gì. Ra đây vừa thôi mà. Chơi chung tại vì thấy tao chịu chi, chứ đâu có phải thấy tao vui tính không nhỉ. Tụi mày thử nhớ lại xem đã giúp được gì cho nghĩ tao. Nghĩ ra xem rồi mà. Ui toàn tây chắc luôn. Và kéo này mình chắc chắn toàn tây rồi. Mà đâu bạn.
maybe I don't understand. Cơ bản là trang phục cái giống vãi nồi, với cả là quả vừa rồi nó bị lác đam các bạn. Ý của nó là pha vừa rồi kéo lác đam, lác đam. Đi tài. Là người đẹp nhất trong bức tranh em thường khen. Môi anh ngọt hơn cả vị sữa tươi trên trâu đường đen. Em đây không giỏi thả thính, em chẳng phải dân cầu cá. Hai ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất khắp vùng châu Á. Anh đến rồi à? Em đã làm gì mà anh đánh em? Em làm gì hả? Cô làm gì cô tự biết. Tôi cảnh cáo cô. Tôi cho cô được tất cả thì tôi cũng có thể lấy lại tất. Đơn giản là lồng tiếng phim vào thôi mà. Vậy là áo máu không không ạ. Cả la một đấm đi liền. Một chiếc xe tăng như bốn đồng hoa nở cùng một còi, như bốn ngón tay trên một bàn chân, đã xung trận cả bốn người như một. À ha ha. Có cái đoạn video này hơi vô lý. Mặc dù là 200 máu nhưng thanh niên này vãi nồi nó lag kìa. Ôi nhìn mặt khổ vãi nồi luôn. Ok, video này đã kết thúc rồi. Ok, chắc có lẽ là video của mình cũng sẽ tạm dừng ở đây thôi. Thì nếu như các bạn thích các video của mình, đừng quên để cho mình một like, một đăng ký và đừng quên bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chúc các bạn một ngày tốt lành. See you again, bye bye.